thể đầu tràng. Dạ cô, à, Lạc Lê ơi, cô đọc kinh rất là hay cô. Lâu quá cô không vô room, cô xin giới luôn nha cô. Dạ, con kính gửi mic lại cho cô nha cô. Dạ, con xin xuống mic ạ. À. Dạ, kính mời cô xin giới ạ. À. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, con kính gửi mic lại cho cô. Dạ, mô thăm mô dạ là mô sân khá dạ giới dạ không biết là con thấy là không bây giờ chắc là con phải thỉnh sư sư Nguyên Thông là sư Thanh Tâm để cho giới dạ dạ con kính thỉnh sư sư truyền tam quy ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con dạ u kha ma dâm văn tê ti ra ta sa nê ngũ giới nơi tâm để văn giữ hành theo cho được sự lợi ích lu bị mai dầm phần tề quy sung chakana tha ya ti sa ra nề na sa ha pen cha si la ni ya cha ma bạch ngài chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân hành tự lợi ích lần thứ nhì ta ti dầm bị mai dầm phần tề quy sung chakana tha ya ti sa ra nề na sa ha pen cha si la ni ya cha ma bạch ngài chúng con xin thọ quy và ngũ giới nơi tam bảo để văn giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba con kính nhân biết con xin thỉnh sư dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật con tuân lệnh sư phụ Thanh Tâm truyền trao nguyên giới cho hàng Phật tử có mặt trong room Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó ngài là bậc A Arahant cao thượng chứng được quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ giải con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó ngài là bậc A Arahant cao thượng chứng được quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ giải con đem hết lòng lễ Đức Phá Ga Qua đó ngài là bậc A Arahant cao thượng chứng được quả chánh biến cho ngài tự ngộ chỉ giải Bùa thăng xá ra năng gặm măng xá ra năng gà cha dạ trầm mê đưa ti dạ thầm bi thầm mê đưa ti dạ bi xá ra năng cha mê ta ti dạ thầm bi bùa thăng Saranang ga yambi dhammang saranang acchabitaranang thứ nhì con đem hết lòng thứ nhì con đem hết lòng thành tăng lần thứ nhì con đem lòng thành ba con đem hết lòng quy pháp lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy tăng Nam mô ta sa phagavato arahato sammasambuddhassa tassa Nam mô ta sa phagavato arahato sammasambuddhassa tassa Nam mô ta sa phagavato arahato sammasambuddhassa tassa Bố thăng sa ra năng ga cha mi thăm măng sa ra năng ga cha mi
sang khang sa ra năng ga cha mi đu ti dâm vi bút thăng sa ra năng ga cha mi đu ti dâm vi thăm măng sa ra năng ga cha mi đu ti dâm vi sang khang sa ra năng ga cha mi ta ti dâm vi bút thăng sa ra năng ga cha mi ta ti dâm vi thăm măng sa ra năng ga cha mi ta ti dâm vi sang khang sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Thì saranagahanam paripunnam pháp quy tam bảo trọn đủ chỉ có bấy nhiêu panatipata về ramani sikha badang samadhiyami adinna dana về ramani sikha badang samadhiyami kame sumicha chara về ramani sikha badang samadhiyami musa vada về ramani sikha badang samadhiya mi surame raya machapa madathana về ramani sikha badang samadhiya mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. A ma phần tê và chúng con xin vâng ba na ti pa ta quê ra ma đi si kha ba đăng sa ma đi ya mi, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sắc sanh. Anindada Vedamani Sikha Badang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicha Vedamani Sikha Badang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musa Vada Vedamani Sikha Badang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me ra cha ma ba 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 ma da tha na quê ra ma đi si kha ba đăng sa ma đi ya mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất xa. Thế Tôn có dạy rằng imani pancha sikha bada nisa dukanka toa pa made na nicca lung samara kita bang chư thiện tính sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, hãy ráng vân giữ hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. A ma phan đê và chúng con xin vâng sư chúc phúc cho bọn con. Thế Tôn có dạy rằng Sile na sugatin yang thi sile na phog sampada sile na nibbu thi yang thi tasma si lang vi so thát ye, tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy, chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật kỹ lắm nhờ. Sa sa thu lành thay và chúng con xin vâng. Uttamang ge na wan de hang ba da pan sung va rut tamang Bhute yo kalito do so Bhutto kamatu tang mamang, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần giữ chân Đức Phật, là đảng chi tôn chi thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm, đêm Phật bảo cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ge na wan de hang tham mang cha du vi tham va rang tham me yo kalito do so tham mo kamatu tang ma mang,
con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Ugê na văn đề hăng sẵn khăn cha đu vi thô ta măng sẵn khế vô ca li tô đô sô thắng khô kha ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ nam mô bút tha. Dạ dạ con kính dâng biết lại cho bạch sư thành tâm. Dạ con kính tri ân đại đức Nguyên Thông đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tăng để truyền tam quy ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ chúng con sa thú lên thay. Con xin dừng biết lại cho đại đức thanh tâm. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Tính, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, dạ sau đây con kính mời quý cô chú đạo hữu cùng con thỉnh pháp sư ạ. Dạ con xin thay mặt đạo tràng một lần nữa kính tri ân sư Nguyên Thông và kính cảm ơn cô Lạc Lê đã thỉnh sư truyền tâm quy và ngũ giới ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư. Nam mô ta sa Phật-a-wa-tô A-ra-ha-tô Sam-ma Sam-bu-tha-sa. Nam mô ta sa Phật-a-wa-tô A-ra-ha-tô Sam-ma Sam-bu-tha-sa. Nam mô ta sa Phật-a-wa-tô A-ra-ha-tô Samma Sambuddhassa. Dhammade sanaya janagatha. Brahma jaloka tibati sahambati katanjali antiwarang aya. Jatha santi tasakta parajakha jatika deise tu thammang anukambimang. Bacang sắc tham ma phê rin vinayan chaka yan suốt tan cha ban tham a phi tham ma cham mang a cô ta yan to cha tu sắc cha đan đăng bắp bồ tha nay ye barisa ya mat che. Phật thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thịnh dự pháp từ, đó là nhóm kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài pháp ngày hôm nay ạ. Dạ con kính cung thỉnh bàn tay của sư, con kính dâng bích lại cho sư ạ. Dạ con xin xuống bích. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ đến thượng tọa thanh tâm.
cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý Phật tử đang có mặt ở trong lớp Nguyên Như Kỳ Viên, cũng như tất cả mọi người đang nghe. Kính chào sư Nguyên Thông cùng tất cả các vị. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi tiếp tục thuyết giảng cho quý vị nghe về hạnh phúc 13, Đa Rắc Sắc Sanh Ga Hô, tiếp độ vợ. Vậy thì trước khi đi vào thời giảng, chúng tôi xin được làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwa Demi Sokhato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sangkhang Namami Lokassana Thangvaramuttama Hang Buddhang Chak Thammang Chak Anamami Sangkhang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo, đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý thiện nam tín nữ Phật tử. Cầu nguyện hồng ân tam bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về hạnh phúc thứ 13, Đa Rắc Sắc Sanh Ga Hô, có nghĩa là tiếp độ vợ. Có những người người ta nghĩ rằng tại sao Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp để đưa người từ bờ mê đến bến giác, hoặc là Đức Thế Tôn thuyết giảng những cái vi diệu pháp để đưa con người dẫn đến giác ngộ, mà tại sao có những cái bài pháp mà Đức Phật thuyết về tứ đồng, là có nghĩa là vợ chồng nếu mà có bốn cái pháp đó sẽ gặp nhau đời này đời kia, hoặc là trong bài pháp Đức Phật nói về cái tiếp độ vợ, thì một cái thì coi như là để chấm dứt sanh tử luân hồi, một cái thì còn kết nối với luân hồi. Thì trước đây có những người người ta hỏi là tại sao như vậy, thì trước tiên chúng tôi xin nói cho quý vị biết rằng là có những người, có những nhóm chúng sanh có hữu duyên, có nghĩa là có duyên lành ba la mật đã đào, đã tạo trữ một cách đầy đủ, một cách già dặn rồi, thành ra lúc đó Đức Phật thuyết pháp cho những cái vị này tu tập là chứng đắc, là chứng đắc ngay trong, hoặc là ngay trong cái thời pháp đó. Vì sao vậy? Vì Đức Phật đã thấy cái duyên lành, cái ba la mật của những người này già dặn quá rồi, đầy đủ quá rồi, thành ra bây giờ chỉ thiết quẩn xứ giới đế vân vân, là coi như là nghe xong phân tích đắc đạo quả liền đó. Còn những người mà thí dụ như là Phật thuyết hai cái người đó phải có bốn cái pháp đồng với nhau, đồng về đức tin, đồng về bố thí, đồng về giới hạnh, đồng về trí tuệ, thì sẽ gặp nhau ở trong đời này đời kia, hoặc là trong cái bài này dạ, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì ở trong cái bài pháp này, tại sao mà Đức Phật thuyết về cái sự mà tiếp độ vợ? Tại vì Đức Phật nhìn thấy nhân duyên của mấy người này chưa có đủ, ba la mật chưa có già dặn đó, thành ra Đức Phật phải thiết về cái sự mà mình sống ở trong gia đình phải làm như thế nào mới hạnh phúc đời này, rồi mới hạnh phúc đời sau đó. Thì đây cũng là những cái thiện pháp, thì cái những cái thiện pháp này á, nó mới cho mình đời sau sanh lại làm người, mà người đầy đủ có phước vật, phước đức, phước trí, thành ra từ đó mới đi tiếp. Từ đó mới đi tiếp quý vị, chứ không phải là ai Đức Phật cũng thuyết cái pháp dẫn đến cái sự giác ngộ hết.
những cái chúng sanh đó chưa có cái duyên lành của thiện pháp, chưa có cái hạt giống. Cũng như bây giờ chúng ta khiêng một cái vật đó, nó 100 kg, bây giờ với cái sức người mình sao khiêng được quý vị? Thì không lẽ mình bỏ luôn, mình không khiêng thì đâu có được đó. Thì quý vị phải chia ra, ví dụ như là 20 kg 20 kg, quý vị khiêng giờ qua bên kia 5 lần như vậy rồi nó đủ 100 kg, chứ không lẽ đồ của mình bỏ luôn 100 kg. Do vậy trước khi đi vào trong cái thời pháp này thì chúng tôi nhớ trước kia có những người ta đã đặt những cái câu hỏi như vậy, nên chúng tôi chia sẻ đến quý vị trước khi đi vào cái đề tài này. Thì kính thưa quý vị, Đa Rắc Sát Sanh Ca Hô tiếp độ vợ, ở trong cái điều này đó, Đức Phật cũng đã nhắc vợ chồng là một cái vấn đề rất là quan trọng ở trong đời của mỗi người. Cái cuộc sống á, vợ chồng hay là cái cuộc sống của con người á, mà được vui á, hay là bị khổ cũng tùy vào cái thái độ cư xử, tùy vào cái thái độ cư xử hoặc là những cái hành động của người vợ và người chồng. Vì vậy á, cho nên Đức Phật đã dạy tiếp độ vợ là một cái hạnh phúc cao thượng. Quý vị thấy rằng nhờ có mình học những cái điều này nên mình mới không có bị mê tín, tin theo thầy tà bạn ác. Đó quý vị thấy không? Dân gian của chúng ta hở tới là coi cái gì? Hở tới là coi cái tuổi này với tuổi kia, thìn tí sủ mùi gì đó, nó có kỵ nhau hay không? Đó toàn là coi tuổi thôi, chứ không có ai mà chịu coi theo những cái điều này hết. Ví dụ như bây giờ ở trong cái bài học này, Đức Phật nói cái người vợ giống như là giống ai quý vị? Giống như là nội tướng, giống như là nội tướng. Rồi cái người chồng giống như là ngoại tướng gì đó. Có nghĩa là cái người chồng lo công việc trong nhà. Mà quý vị thường thường quý vị thấy cái người mà nội tướng thì chỉ lo cái công việc ở bên trong thôi. Nhưng mà cái người nói là ngoại tướng như vậy, nhưng mà thật sự ra đó, vừa làm công việc ở bên ngoài mà vừa làm cái công việc ở bên trong luôn. Thành ra đối với cái sự mà cái người chồng mà tế độ hoặc là tiết độ cái người vợ là một cái chuyện nó rất là bình thường. Nhờ như vậy mà vợ chồng mới được cái sự hạnh phúc. Nếu mà cái người vợ mà người ta giỏi về nội tướng thì cái người chồng bớt đi cái sự cực khổ. Ở trong đây cổ nhân nói rằng vợ với chồng giống như tay trái với tay phải gì đó, tay trái với tay phải. Thành ra nếu mà mình mà thiếu đi một cái tay nào thì coi như là sẽ không có đem đến cái sự hạnh phúc được, không có đem đến cái sự hạnh phúc được. Thành ra quý vị rằng ở trong nói về cái người vợ, chúng ta nhớ Đức Phật dạy có mấy hạng vợ không? Có 7 hạng vợ, có 7 hạng vợ. Thứ nhất là cái hạng vợ là như đau phủ thủ. Thứ hai là hạng vợ như kẻ trộm. Thứ ba là hạng vợ là như chủ nhân. Thứ tư là cái hạng vợ là giống như người mẹ. Thứ năm là vợ giống như em gái. Thứ sáu là vợ giống như bạn. Thứ bảy là vợ giống như tôi tớ. Đó, thì ở trong kinh Anguttara Nikaya thì Đức Phật dạy về 7 cái hạng vợ này. Chúng tôi nhớ thật ra đó, là chúng tôi đã đọc 7 cái hạng vợ này rồi. Rồi chúng tôi cũng nghe giảng nữa, nhưng mà nó cũng rất là ấn tượng lắm quý vị. Có lần đó chúng tôi nghe em cái vị đó giảng là vợ như là đau phủ thủ. Thì khi mà giảng tới đó, cái vị đó mới nói rằng thì tôi nghe trong kinh giảng vậy, rồi tôi cũng thiết lại cho quý vị nghe vậy thôi. Chứ tôi không hình dung, mà tôi không biết là trên đời này có cái hàng vợ vậy không.
Thì cái vị đó mới giảng như vậy nè. Thì thật sự ra thì ở trong kinh có nói vị, ở trong kinh nói á, cái hạng vợ mà như đau phụ thủ á, là cái hạng vợ này á, là coi như là sân hận, mà có thể là chửi mắng, đánh đập chồng luôn, rồi mắng với chửi mắng là coi như đánh đập luôn. Thì cái vị đó trong cái trong cái buổi lễ hội đó đó, thì cái vị pháp sư đó ngồi thuyết như vậy á, thì cái vị pháp sư đó cũng nói ra ở trong kinh nói cái hạng vợ như đau phụ thủ là như vậy thôi, thành ra cái vị này nói theo như vậy, chứ không biết là ở ngoài đời đó là có cái người vợ mà bay lên mà đánh đánh cào cấu hoặc là lấy dép đánh chồng không. Thì cái vị này biết mấy cái vị này mới nói là tôi nói vậy thôi chứ không biết trong kinh nói vậy chứ không biết ở ngoài đời có không. Thì lúc đó quý vị biết không, rất là nhiều người phụ nữ người ta giơ tay người ta nói có bạch sư có, người ta nói ở cái bên nhà con, ở ở gần ở trong xóm con có cái chuyện đó. Thì thật sự ra tại vì cái vị đó chúng tôi nghĩ rằng là cái vị đó là chắc là chúng tôi nhớ là tu từ nhỏ tới lớn ở trong chùa, thành ra những cái chuyện gì đó thường thường chỉ nghe phong phanh thôi. Cũng như xóm này, ở trong xóm này nó lan ra ngoài xóm này, nó lan qua bên xóm kia, rồi cái vị đó nghe được thôi. Chứ thật ra đó, cái điều này á, chúng tôi gặp quý vị, chúng tôi gặp ngày xưa kia đó, chúng tôi gặp có những cái có những cái người vợ của quý vị, không biết rằng là, chúng tôi nghĩ rằng là không biết là do cái họ nhiều đời đa sanh hay sao đó, bây giờ họ họ tục sanh lên đó, nó bằng cái tâm tâm mà nó sân hận nó ảnh hưởng cái sân hận ở trong cái đời trước quý vị. Có nghĩa là quý vị biết vợ chồng mà đánh lộn với nhau á, là quý vị biết rằng coi như là hãy mà gặp chén mà lấy chén chọi, mà gặp ly là lấy ly chọi, mà đến nỗi quý vị biết, chúng tôi kể cho quý vị nghe cái chuyện mà có thật luôn á. Có nghĩa là cái ông chồng á, ông đánh không lời bà vợ nè, ông chồng đánh không lời bà vợ, cái ổng canh bà vợ là coi như là đang ngủ, ổng lấy cái thao á, ổng úp lên cái mặt bà vợ, ổng lấy cái thao ổng úp lên cái mặt bà vợ, quý vị biết không, cái ổng quýnh, ổng đùng 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 vô người bả vậy đó. Thì quý vị biết rằng khi mà bà vợ á, bả dùng ra được con gái á, là bả chụp dao. Quý vị biết ngày xưa ở bên Việt Nam mình con dao mà dao phai, dao để người ta chặt dừa đó, nó quý vị biết bà vợ á, bà cầm cái con dao đó, bà cầm lên bà dí cái ông chồng. Thì ông chồng ổng chạy ngang qua cái cánh cửa với một cái phản kháng tự nhiên của ổng á, ổng mới cũng như là nắm cái cánh cửa ổng chống lại, là cái phản kháng tự nhiên thôi vị. Mà quý vị biết cái bà vợ đó, bà phóng con dao phai chặt dừa đó, mà nó ghim vô cái cánh cửa luôn quý vị. Chính chúng tôi nhìn, thật sự ra lúc đó chúng tôi mới khoảng chừng 16, 15, 16 tuổi à. Tôi nhìn mà bây giờ quý vị biết là nhắc tới là chúng tôi nhớ liền, nhắc tới là chúng tôi nhớ liền. Đó, thành ra đó quý vị biết là khi mà cái vị pháp sư đó thuyết giảng tới cái chỗ này á, cái vị đó họ nói tôi đọc ở trong kinh tôi thấy ớn không, mà tôi không biết ở trong ngoài đời có vậy không. Thì đối với những vị mà tu hành từ nhỏ tới lớn trong chùa đâu có thấy cảnh đó. Có những người mà ở ngoài đời đó rất là dễ thấy. Thật ra quý vị biết khi mà chúng tôi có những lần chúng tôi đi cúng ở trong những cái xóm mà nhà san sát nhau đó, quý vị biết đời sống của người ta nó nhiều cái bất chấp lắm, nhiều cái nguy hiểm lắm. Quý vị biết đó, là coi như là cái nhà này nó sát với cái nhà kia, cái nhà kế bên nó cao hơn nhà ở bên phía này. Thế mà nhà bên này mà rửa nhà cái nước nó chảy qua nhà kia, cái vợ cái bên đây cái ông cái bà vợ qua gây với nhà người ta, cái ông chồng bên kia tức tán bà này, cái ông chồng của bà này á, thấy vợ mình bị tán rồi nóng ruột quá xách dao chạy qua nhà anh kia đánh qua đánh lại, rồi bên vô nhà thương, bên vô nhà tù, rồi con cái của hai bên quý vị biết phải đi làm nuôi người nằm trong bệnh viện. Rồi á, bên nhà này á, thì đi phải đi làm nuôi cái người cha mình đang ở trong lao lý. Anh nói quý vị biết đời sống mà sống cái nhà mà nó san sát nhau á,
quý vị biết rất hiểm. Nhưng mà nếu mà vợ và chồng á, thì khéo với nhau, khéo biết cư xử với nhau, cơm sôi thì bớt lửa, hoặc là nói chung là phải biết cái cách xử sự cho khéo. Chứ giờ mình nghĩ chồng mình nó cao bự lớn to gì đó, rồi đụng tới hàng xóm cái mà mình gây mà mình chửi người ta, rồi lỡ mình bị tán cái chồng mình nóng ruột cái xách dao ở nhà người ta, rồi công an bắt luôn, rồi khổ khổ mình mà còn khổ con mình nữa đó. Thành ra quý vị thấy rằng, trở lại cái vấn đề mà chúng tôi nói rằng ở trong kinh đó, quý vị thấy rằng Đức Phật nói cái hạng vợ như đao hủ thủ đó, là có nghĩa là cái người vợ này thường mắng nhiếc rồi chửi bới chồng, có khi còn đánh đập chồng luôn. Thì ở trong kinh nói như vậy, nhưng mà ngoài đời vẫn có nha quý vị, vẫn có. Rồi cái hạng vợ thứ hai á là giống như kẻ trộm, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái người vợ này á không có trung thành, không có trung thành với chồng. Có nghĩa là thường thường lấy tiền của chồng để làm gì? Để cờ bạc, rượu chè. Cái điều này thì chúng tôi nghĩ rằng chắc những người nào mà đã có gia đình rồi, nói chung là những người nào mà 30-40 tuổi trở lên là biết cái điều này là nó có thiệt quý vị, chứ không phải là trong kinh nói quen không có. Ở ngoài đời vẫn có thiệt những cái người vợ này. Thật ra đó quý vị biết không, ở trong kinh đó, nói ở trong pháp cú người thấy có hai cái vợ chồng đó cũng bị tụi du đảng nó dụ cho ăn thịt, rồi ăn những cái thức ăn được làm bằng thịt, rồi uống những cái chất say, rồi hai vợ chồng cũng ghiền luôn, đó quý vị thấy ở trong kinh pháp cú diễn tả nó rất là kỹ nè. Anh ăn miếng thịt này đi, anh ăn miếng thịt này xong rồi anh cắn một miếng tỏi vô nữa, nó có cái chất ngọt của thịt và nó có chất cay nồng của tỏi, thành ra nó ngon lắm. Rồi uống một ly rượu này vô nữa rồi nó ấm ở trong người. Quý vị thấy trong kinh nói như vậy rồi hai vợ chồng này cũng làm thử con lần hay lần ghiền luôn. Thì ở ngoài đời chúng tôi được biết có rất là nhiều những người phụ nữ khi mà làm công việc nhà chút đỉnh xong rồi đó, mà ngồi trước nhà hoặc là ngồi ở ngoài hành lang nhà, hàng xóm đi ngang qua ngang lại, rồi cái mớ đầu thì hỏi thăm chị ở nay anh không có nhà hay sao này kia, hỏi thăm rồi này kia, chị ngồi ở nhà chi 1-2 tiếng nữa ảnh mới về, thôi qua bên nhà em ngồi chơi, mình sớm riền với nhau không bà con xa không bằng sớm gần mà quý vị. Nói qua nó lại cái chạy qua nhà người ta ngồi làm gì, nói chuyện ông năm bà bảy ở xóm dưới xóm trên đồ này kia, rồi người ta mời ăn miếng, người ta mời uống miếng, rồi một hai lần ghiền. Thật sự ra đó, đối với tất cả chúng ta, những cái nhân bất thiện ở trong quá khứ nó có đủ hết, những cái nhân thiện nó cũng có đủ hết. Vậy thì ngày hôm nay mình chỉ cần mà làm lại một cái gì chút xíu thôi là chúng ta sẽ dính liền, chúng ta sẽ bị ghiền liền. Quý vị thấy không? Bây giờ quý vị không biết uống cà phê sữa đó, không biết uống cà phê sữa nóng đi, thì quý vị chỉ cần mà tập uống một hai lần thôi, lần đầu mình pha lỏng thôi, tí xíu một miếng sữa rồi tí xíu cà phê thôi, rồi đổ nước sôi vô là bạc xỉu không? Ở bên Việt Nam người ta gọi cái đó là bạc xỉu. Vài bữa sau bắt đầu là cho uống miếng cà phê sữa là ghiền, bắt đầu là ghiền cà phê sữa luôn. Đó, thành ra chúng tôi muốn nói cái điều này. Đối với rượu và thịt hoặc là bia và những cái thức ăn, mình chỉ tập chừng vài lần thôi, tập chừng vài lần, uống chừng vài lần thôi, ghiền liền. Quý vị nghĩ đi, ngay cả rượu tây cũng vậy, quý vị thấy không, một tách rượu tây nhỏ mình uống vô, mình ngậm vô miệng thì sao quý vị?
nó thơm nồng lên chứ, nó thơm nồng ở trong miệng à, nó thơm còn hơn những cái mùi mà những cái mùi mà của sinh gom nữa. Một ít một tí xíu rượu tây mà mình uống vô mình ngậm ở trong miệng nó thơm, nó thơm một cái cách rất là đã. Rồi khi mà mình nuốt vô à, mình nuốt từ từ thôi được, nó nuốt vô quá nghiện rượu à, người ta nuốt từ từ thôi, quý vị thấy rằng mình nuốt tới đâu là nó ấm à, nó ấm ruột, nó ấm bụng mình tới đó. Rồi quý vị thấy khi người ta nói chuyện á, người ta có cái cảm giác rằng là cái miệng người ta đang thơm cái mùi rượu tây. Cái điều này không, quý vị biết không, tại sao mà chúng tôi biết được những cái điều này? Tại vì khi mà chúng tôi hồi nhỏ còn ở trong cái tuổi mà đi học cấp 2, cấp 3 đó, quý vị biết không, quý vị biết hồi lúc mà chúng tôi đi học cấp 2, cấp 3 đó, bạn bè nó xúi nó xúi nó cho uống chanh rum. Thật sự ra chanh rum nó thơm quý vị à, chanh rum nó thơm. Chanh rum á, một cái ly rum, xong rồi dắt à, dắt một trái tắc vô hoặc là hai trái tắc vô, rồi xong rồi bỏ miếng đường vô nữa. Quý vị biết cái màu nó đỏ, rồi xong rồi có cái nước tắc á, dắt vô rồi mình quậy lên, trời ơi, nó thơm lắm quý vị. Nó thơm uống vô á à, nó chua chua, nó ngọt ngọt, nó đắng đắng mà nó nồng nồng nữa quý vị. Rồi quý vị biết uống vô rồi nó sai, nó sai, nó sai rồi phải kiếm cái quán nào có ghế, ghế bố nằm lại. Rồi khi mà tỉnh là mới dám về nhà à, tỉnh là mới dám về nhà quý vị. Thì một hai lần như ghiền luôn à, một hai lần vậy là ghiền luôn. Thì chúng tôi trở lại với cái điều này thì thật sự ra đó, ở trong cái trong kinh nói cái hạng vợ thứ hai á, là cái hạng vợ mà như kẻ trộm á, là có nghĩa là rượu chè cờ bạc. Thì chúng tôi biết cái điều này á, cái người phụ nữ á, không phải tự nhiên là sanh ra biết vậy đâu, không phải là tự nhiên là sanh ra rồi có những cái tật này đâu, nhưng mà do thân cận à, do thân cận với những người kế bên, những người gần ở đó, những người xấu, người ta à, người ta coi như là người ta như là giống như mình nói một cách bị dụ đó à, giống như ở bên Việt Nam á, mà bị người ta dụ mình như vậy đó. Thành ra lâu ngày thì sao quý vị? Lâu ngày nghiện, lâu ngày nghiện. Quý vị biết cờ bạc cũng vậy à, cờ bạc mới đầu mình đâu biết chơi, người ta dạy cho mình à, chơi những cái loại cờ bạc nào mà nó dễ dễ hiểu đó. Rồi bắt đầu dần dần thì sao quý vị? Nghiện, dần dần nghiện à, rất là dễ nghiện đó. Thì những người nào mà do cái nghiệp ở trong quá khứ mình nó nặng à, nó nặng là quý vị biết chỉ cần thử một hai lần là ghiền đó. Thì cái điều này á, rồi rồi cái hạng vợ thứ ba đó là Đức Phật nói là giống như là chủ nhân là giống như chủ nhân ác hôn, có nghĩa là lúc nào cũng muốn là giữ tiền bạc rồi làm quyền, có nghĩa là lúc nào cũng nghĩ rằng là mình có quyền hành ở trong một cái gia đình à, có quyền hành ở trong một cái gia đình đó. À, cái người chồng giống như cái người làm công thôi đó. Thì đây là cái hạng vợ thứ ba. Rồi về ba hạng vợ này chúng ta thấy rằng là không có được rồi. À, không có được không có được rồi. Cái này là phải làm như là phải làm việc lại à, từ cái tinh thần đến cái lời nói phải làm việc lại. Rồi cái hạng vợ thứ tư đó thì à, được 8 tháng này quý vị. Cái hạng vợ thứ tư á là vợ giống như cái người mẹ à, vợ giống như cái người mẹ, có nghĩa là cái người vợ này á, là luôn luôn mà luôn luôn có một cái tâm từ, luôn luôn có một cái lòng từ mẫn. Thì cái người mẹ mà chăm sóc con cái bằng cái lòng từ như thế nào thì cái người vợ phải chăm sóc người chồng mình à, giống y như vậy đó. Quý vị thấy rằng á, người vợ mà thương chồng á, lo cho chồng, người ta không có hề, không có, người ta không có nghĩ cái cực nhọc của tấm thân của mình gì hết. Miễn sao cái người chồng của mình vui là đủ rồi. Cái điều này chúng tôi biết rằng ở bên phương Tây chắc có lẽ người ta không có chịu cái điều này. Có nghĩa là người ta nghĩ phụ nữ là số một,
phụ nữ là số 1. Thành ra nếu mà kêu mà phụ nữ mà chăm sóc chồng mà không có nề cực nhọc cái tấm thân của mình, miễn sao cái người chồng của mình mà vui là đủ á, thì cái điều này chắc có nghĩa là khó. Nhưng mà ở trong kinh nói á, cái người vợ á, mà sống với cái người chồng á, với cái tâm như vậy đó, với cái tâm như vậy á, thì nếu mà cái người này sống đúng như cái tâm của mình, thì người này sau khi chết được sanh về cõi trời. Đó, quý vị thấy sướng không? Đó, quý vị thấy sướng không? Khi mà mình phục vụ chồng, khi mà mình phục vụ chồng mà mình lo trong cái công việc đó, giống như là một người mà có cái tâm từ, giống như người mẹ mà có cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đó, với cái người con đó, mà cái người vợ mà sống y như vậy đó, thì chẳng những gia đình được hạnh phúc, im ấm, mà sau khi chết, cái người phụ nữ đó được sanh về cõi trời. Đó, quý vị thấy lờ không? Quá lờ rồi. Làm gì mà đổi được cõi trời quý vị? Làm gì mà quý vị quý vị đổi được cõi trời? Đó. Rồi, cái hạng vợ mà thứ sáu á. Dạ, xin lỗi. Cái hạng vợ thứ năm á, là cái hạng vợ này á, giống như là em gái. Giống như em gái có nghĩa là hạng vợ này coi như là kính mến chồng, giống như là anh trai của mình. Cái người em gái á, thường lo cho cái người anh trai như thế nào, thì cái người vợ sống với chồng là coi chồng mình giống như là anh trai của mình. Đó thì mới gọi là một cái người mà biết là biết cái cách là làm cho gia đình là có cái sự hạnh phúc. Rồi cái hạng vợ thứ kế tiếp nữa đó là hạng vợ như bạn, là có nghĩa là người vợ có cái sự chăm nom săn sóc là cái người chồng như cái người bạn tốt, là như cái người bạn lành đó. Thành ra chúng ta thường nghe nói là bạn đời của nhau đó, là vợ và chồng là bạn đời với nhau á, thì cũng xuất phát là trong những cái bài kinh này đó. Rồi cái hạng vợ cuối cùng, cái hạng vợ cuối cùng này là cái hạng vợ rất hay nha quý vị. Cái người vợ đó, như kẻ tôi đòi, có nghĩa là cái người vợ đó, người ta có cái sống, cái nết sống đảm đang, dám nhịn ăn nhịn mặc, dám hy sinh cho cái người chồng, dám để mà chăm lo phụng sự cái người chồng mình tất cả các công việc, giống như là cái người mà làm công mà lo cho chủ vậy đó. Đó thì Đức Phật á, là dạy về bảy cái hạng vợ này, bảy cái hạng vợ này, thì đối với cái người chồng á, mà tế độ á, cái người vợ á, thì cái người chồng cũng giống như là bảy cái hạng vợ. Người vợ đối xử như thế nào thì mình cũng đối xử như vậy. Thí dụ như người vợ mà người ta đối xử với mình là giống như là vợ giống như người mẹ, thì mình người chồng giống như người cha, đối xử với vợ mình giống như cha với con. Đó, thành ra quý vị thấy rằng ba hạng trên là mình không nói rồi. Ba hạng trên mình không nói rồi. Cái người người chồng đối xử với vợ như người mẹ, như cha với con. Cái người chồng mà đối xử với người vợ giống như là anh trai với em gái, cái người chồng đối xử với người vợ giống như là bạn hiền với nhau, cái người chồng đối xử với người vợ giống như là cái người chủ, người chủ với người đầy tớ với người chủ đó. Đó thì chúng ta thấy rằng đó, là cái người chồng muốn tiếp độ mà cái người vợ phải tiếp độ như vậy đó. Thành ra đó, quý vị thấy rằng Đức Phật đó, có nói thêm ở trong những cái bài kinh khác, cái người chồng mà muốn tế độ cái người vợ cần phải làm thêm cái gì quý vị? Có nghĩa là có cái sự thương mến, có cái sự thương mến cái người vợ của mình, rồi hằng khen tặng và làm cho vợ mình được lợi ích, là được cái sự vừa lòng. Rồi ngoài những cái chuyện đó, những cái ngày cưới hay là những cái ngày sinh, đều phải có cái quà tặng cho vợ mình.
quý vị thấy đây là một cái điều. Tại sao mà quý vị thấy rằng cách đây 2563 năm rồi mà Đức Phật thuyết pháp có cái điều này ở trong này, quý vị thấy rằng rất là thích hợp với bây giờ, rất là thích hợp với bây giờ. Có những người ta nói đạo Phật nó, đạo Phật giống như là cũ rích hoặc là mê tín hoặc là cái điều này cái điều kia, tại vì họ chưa có đọc, họ chưa có nghe hết, thành ra họ cứ nghĩ rằng là đạo Phật là cổ mũ đồ này kia. Nhưng mà quý vị thấy không, cách đây 2563 năm rồi mà Đức Phật dạy cái người chồng sao phải nhớ cái ngày kỷ niệm, là kỷ niệm cái ngày sinh, ngày cưới, cái ngày gì đó, những cái ngày mà mình gặp nhau gì đó, và luôn luôn có cái quà tặng làm kỷ niệm, là quà tặng làm kỷ niệm, có nghĩa là mình phải mua quà mình tặng cho vợ đó. Quý vị thấy cái này nhé, nó góp phần hạnh phúc cho gia đình, nó góp phần hạnh phúc cho gia đình. Quý vị thấy rằng có nhiều người đã nói Đức Phật cũng tâm lý, tâm lý giống như là lấy lòng, không có. Quý vị, Đức Phật nhìn thấy Đức Phật nhìn thấy cái người phụ nữ, người ta thích cái điều này, người ta, Đức Phật nhìn thấy cái điều này á, là mình làm cái điều này mình tiếp độ vợ con được, mình tiếp độ vợ được đó. Thành ra Đức Phật mới dạy cho chúng ta mà được duy trì đến cái đời này, đến cái đời này. Chứ quý vị đừng nghĩ bây giờ quý vị nghe những cái điều này rồi, quý vị nói sao cổ hủ, sao mà dám nói đạo Phật là cổ hủ, cổ hủ chỗ nào, cổ hủ chỗ nào chỉ ra đó. Quý vị thấy quý vị học pháp, quý vị nghe pháp rất là lợi ích, cổ hủ chỗ nào. Bây giờ chồng đối với vợ, vợ đối với chồng, con cái đối với cha mẹ đối với con cái, chủ đối với đầy tớ đối với chủ, rồi những cái chuyện khác nữa, những cái chuyện mà ở trong đời sống này bố thí như thế nào, rồi phải dành dụng tài sản chi ra như thế nào, vân vân đó. Bây giờ hoặc là trong cuộc sống này bạn thấy đạo Phật cổ hủ chỗ nào, bạn nói tôi nghe nó. Hoặc là mấy người thấy đạo Phật cổ hủ chỗ nào, mê tín chỗ nào, nói tôi nghe đó. Đó, mình thấy khi mà mình học ở trong chánh kinh, chánh văn, mình học ở trong kinh điển ấy, mình chỗ nào mà cổ hủ không? Có chỗ nào là mê tín không? Đó quý vị tìm, không có chỗ nào hết. Chỉ có chúng ta chưa có giải ra được thôi. Chúng ta chưa có tìm người chúng ta giải ra được thôi. Đó, cách đây 2563 năm rồi mà Đức Phật đã dạy là cái người chồng phải nhớ cái ngày sinh nhật, cái ngày kỷ niệm của người vợ, cái ngày kỷ niệm ngày cưới gì đó, để mà tặng tặng quà cho vợ đó. Rồi ngoài cái chuyện đó phải dùng cái lời nói dịu ngọt với vợ, dùng cái lời nói dịu ngọt với vợ, thì như vậy mới tiếp độ được vợ con. Rồi quý vị thấy rằng cái người chồng Dạ đúng rồi. Đơn cộng đồng này đơn gì anh? Mà cái đơn nó đơn gì anh? Mà ở trên đó để là cái gì, tên gì anh? Rồi, được. Cô Quanh ơi, cô Quanh nhận dùm sư đi, cô Quanh xuống giảng. Dạ, xin lỗi quý vị nha, xin lỗi quý vị, chúng tôi tiếp tục. Đó, quý vị thấy rằng thật sự ra đó, có nhiều khi mình nghĩ rằng mình nghe trong kinh mà Đức Phật mà dạy tiếp độ vợ đó, mình thấy nó cũng hơi kỳ. Nhưng mà mình thấy ở trong cái cuộc sống này, như hồi lúc nãy chúng tôi nói, vợ chồng là một cái vấn đề rất là quan trọng ở trong đời của con người. Quý vị thấy không?
Không biết là lúc trước chúng tôi có kể cho quý vị nghe trên Zoom này chưa, chứ thật sự ra đó quý vị biết á, ngay chỗ cái chùa của chúng tôi á, là ngay chỗ cái có một cái bờ sông mà. Chúng tôi cũng đã từng cứu không ít, cũng như là quý vị biết rằng chúng tôi đã từng là cứu coi như là ba mạng người rồi, ba ba mạng người phụ nữ đó nha quý vị. Chúng tôi đã từng cứu ba người rồi. Quý vị biết điển hình như chúng tôi kể cho quý vị nghe cái cô đó, cái cô đó là quý vị biết rằng là cổ cầm một cái chai thuốc rầy, cổ đi đến cái bờ sông ngay chỗ cái chùa của chúng tôi, cổ định uống hết chai thuốc rầy đó, xong rồi cổ nhảy xuống sông cổ tự tử. Thì lúc đó quý vị biết đó, mấy cô nhà bếp đó, nhìn thấy như vậy, thành ra coi như là chặn cái tay của Lợi, nắm cổ kéo lên trên cái chỗ phòng của chúng tôi. Rồi cổ rồi những cái cô nhà bếp mới nói rằng là bây giờ chị cứ lên đây đi, chị cứ nghe gặp ông sư này đi, ổng nói chuyện xong rồi á, chị muốn làm gì làm. Thì lúc đó mới dẫn đến cái phòng của chúng tôi á, thì chúng tôi mới hỏi sao vậy. Cổ nói thôi cổ buồn chồng cổ quá, cổ buồn đời quá, cổ muốn uống hết chai thuốc đầy này rồi cổ nhảy xuống sông đó. Chúng tôi hỏi làm sao mà buồn, thì cổ mới nói rằng chồng cổ lấy hết tiền mà cổ dành dụm ở trong cái ống heo á, rồi đi theo gái rồi, thành ra bây giờ cổ buồn quá, cổ mới muốn tự tử. Thì chúng tôi mới hỏi nhà ở đâu đồ này kia. Thì trong khi chúng tôi hỏi thì chúng tôi biết, chúng tôi cũng như có cái sự mình hỏi là mình biết nhà cổ như thế nào. Thì khi mà hỏi xong rồi á, thì chúng tôi mới giải thích cho cổ biết bây giờ thứ nhất á, chồng cô á lấy hết tiền ông heo của cô đi á, thì nó giỏi lắm nó cũng đâu có nhiêu, thì giỏi lắm là xài tháng hết tiền nhiêu. Thì cái quy luật là khi mà mình lấy tiền á, mà mình đi theo một cái người thứ ba, một cái người thứ ba đó, thì hết tiền tự nhiên là mình trở về, hết tiền tự nhiên ta thả mình về đó. Thành ra cái chuyện đó cô không cần lo, cô chỉ suy nghĩ ở trong tâm khi mà cái người chồng mình về mình tha thứ hay là không tha thứ, cô chỉ suy nghĩ về cái chuyện đó thôi. Còn còn bây giờ á, mà cô uống cái chai thuốc đầy này vô nè, cô uống hết cái chai thuốc đầy này vô, cô biết không, là nó nóng ngay chỗ càng cổ của cô, mà do cái chất thuốc này nó nóng 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 mà nó đứt hết là những cái mạch máu ở trong càng cổ của cô. Rồi khi mà đứt những cái mạch máu đó, cô thở không được rồi nó mới dẫn đến cái chết. Còn nếu mà vừa đứt mạch máu mà cô vừa nhảy xuống sông á, kịp á, thì coi như là nó vừa đau đớn ở trong người mình mà vừa chết ngợp nữa, cô làm sao cô chịu nổi. Bây giờ mà thử mà ai mà người ta bịt mũi bịt miệng cô lại coi, cô còn thở không thở được, cô chịu không nổi nữa. Rồi sau khi cô chết theo như ở trong kinh điển chúng tôi nói cho cô biết là, xin nói cho cô biết là cô chết bằng cái kiểu tự tử này nè, sau khi cô chết là sẽ rơi vào khổ cảnh đó, rơi vào khổ cảnh là cái xác suất mà rơi vào địa ngục rất là cao. Rồi cái đó là chuyện mà sau khi cô chết. Và về bản thân của cô, rồi nếu mà cô biết không, cô chết á, cô để lại cái nhà vậy đó, thì sao cô biết cái hậu quả nó như thế nào rồi. Chồng cô cứ giờ mới về ở, rồi hai đứa con của cô á, thì cô nuôi lớn lên nhưng mà giờ chưa có làm gì được hết. Rồi giờ đó là coi như là người ta nhờ, hoặc là nhiều khi mà không biết người ta có nhờ không, hay là người ta hành hạ con mình. Thì quý vị biết sau khi chúng tôi giải thích cho cổ nghe rồi thì chúng tôi nói rồi xong rồi đó, giờ cô muốn uống mấy chai uống, cô muốn nhảy đâu cũng nhảy, cũng muốn nhảy cũng muốn cột đá cho người cũng nhảy luôn cũng được. Thì lúc đó quý vị biết rằng cái cô đó cũng hên cũng may phước thì chúng tôi sao là cô tỉnh, là quý vị là cô tỉnh lại. Thành ra lúc đó nó cũng mới nói thôi bỏ chai thuốc này ở đây, rồi cô đi về bỏ ý định tự tử.
và sau này chồng của chợ trở về thì họ sống hạnh phúc, họ sống hạnh phúc với nhau tới giờ này luôn đó. Thì quý vị biết cái chuyện này nó trải qua là cả chục năm rồi nó trải qua cả chục năm rồi, thành ra quý vị biết rằng mà thật sự ra đó thì từ cái vụ đó trở đi, thành ra quý vị biết ai mà tự tử người ta cũng nắm là cho chúng tôi đó. Cái ai mà làm như lúc đó mình nổi tiếng cái chuyện đó luôn đó. À, ai mà nhà ai mà không có cái ý định tự tử cái, họ cũng dẫn đi đến chúng tôi đó. Thành ra như chúng tôi nói ở trong cái đầu cái đề kinh này đó, thì chúng tôi nói rằng là đối với vợ chồng đó, mà là một cái vấn đề rất là quan trọng mà trong cái kiếp sống mà làm người của mình đó. Thành ra mấy vị thấy rằng là cái người chồng đó, có nhiều cái cách là phải cương và nhà ba chờ xưa tí xíu nha. Thành ra quý vị thấy rằng chúng tôi thật sự đó, khi mà chúng tôi thiết đến cái chỗ này tôi thấy rằng cách đây 2563 năm rồi mà Đức Phật còn dạy cho người chồng là phải nhớ cái ngày, nhớ cái ngày kỷ niệm, ngày sinh nhật hoặc là ngày cưới vân vân để mà tặng quà cho vợ. Thì quý vị thấy rằng là coi như là Đức Phật là ngài đã biết được những cái điều này làm nên cái sự hạnh phúc của vợ chồng. Thành ra ngài đã thuyết ra đó. Quý vị thấy thậm chí Đức Phật còn nói gì quý vị biết không? Là thường dẫn vợ đi dự những cái lễ. Quý vị đừng nghĩ là chúng tôi là đặt thêm nha. Cái này chúng tôi không biết cách đặt đâu. Đó. Nhưng mà ở trong kinh Đức Phật nói, Đức Phật nói là thường dẫn vợ đi xem lễ hội. Mà những cái lễ hội mà có lợi ích nha, có cái sự bổ ích, thì cái pháp này á, là cũng đem đến cái sự hạnh phúc mà của vợ và chồng đó. Thành ra nó bị thấy rằng thành ra quý vị thấy rằng là coi như là đối với Đức Phật đã dạy cho cái người chồng rất là nhiều cái pháp để mà tiếp độ cái người vợ. Cái người nếu mà quý vị thấy rằng Đức Phật đã nói cho vua trời Đế Thích, Đức Phật đã nói cho vua trời Đế Thích, cái người cư sĩ nào mà biết làm phước, mà sống cái đời sống có hạnh, lại là một cái người người nam cư sĩ, có nghĩa là người nam Phật tử á, mà biết nuôi vợ theo đúng pháp, thì ta xin lễ bái người ấy. Quý vị thấy ghê không? Đó, thành ra lúc đó các cái vị chư thiên á, mới nghe Đức Vua Trời Đế Thích nói vậy, thì các vị chư thiên mới nói á, Vua Trời Đế Thích còn đảnh lễ những người nam mà biết tiếp độ vợ con và sống có giới hạnh, Vua Trời Đế Thích còn đảnh lễ vị này, thì các vị chư thiên cũng làm theo cái cách Vua Trời Đế Thích đó, là cũng đảnh lễ những người thiện nam trong đời sống này biết tiếp độ vợ và có cái sự mà giới hạnh, giữ giới đồ đàng hoàng đó. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái người vợ và chồng, chồng và vợ sống với nhau mà đầy đủ những cái pháp này, quý vị thấy rằng Vua Trời Đế Thích và chư thiên còn kính mến, thì huống hồ chi đối với những người ở trong cái cõi nhân loại này. Vậy thì cái bài pháp ngày hôm nay nói về cái hạnh mà tiếp độ vợ Đa Rắc Sát Săn Gá Hôn, tiếp độ vợ, chúng tôi xin được trình bày chia sẻ đến đây. Và bây giờ thì cũng đã lố với thời gian rồi, nên chúng tôi xin được kết thúc với cái phần phước này. Xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng và chia điều phước này đến các vị Phật tử. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị long vương, càn thất bà, ngạo quỷ, a tu la, những chúng sanh già so,
chư si người diêm vương và chúng sanh trong ba giới rồi hoàn hỷ thọ lãnh đồng điều nhau ca tải. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Và con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Tính, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Tính. Con biết sư rất là bận mà sư cũng ráng dạy bù cho tụi con. Và thật là sa thú lành thay bạch sư. Và bây giờ mình còn 8 phút nữa. Và con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông. Và sư Nguyên Thông có một vài ý có thể chia sẻ với đạo tràng Sa Bài Ngọc ngày hôm nay được không sư? Và con xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông ạ. Dạ, dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sư phụ Pháp Tính đã giảng giải bài Pháp hôm nay rất ư là hay, để cho chúng ta biết rằng đối với cha mẹ và bạn bè và vợ con thì chúng ta phải có những cái hành động tương xứng để tôn trọng cái người đối diện của mình là vợ hay là bạn bè hay là những người thân, để có cái sự là hòa hợp với nhau, để hạnh phúc với nhau. Và có những câu là phu phụ tương kính như là thân và bằng hữu tương kính như thân, tức là vợ chồng là kính trọng với nhau như là cha mẹ, và bạn bè kính trọng với nhau như là những cái người mà tân khách. Thành ra có những cái câu nói hồi xưa nó giúp cho chúng ta hiểu để mà xử sự với nhau nên nó được tốt đẹp, trọn vẹn và hạnh phúc với nhau. Xin trao mai lại cho Nguyên Như hay là sư phụ Thanh Tâm để kết thúc cái bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin kính tri ân sư Nguyên Thông đã có vài lời chia sẻ với đạo tràng. Dạ, con bạch sư Thanh Tâm, con xin kính thay mặt đạo tràng kính xin thỉnh sư có thể cho đạo tràng vài phút để tĩnh tâm bạch sư. Dạ, con xin nhân mít lại cho sư Thanh Tâm ạ. Dạ, con không biết sư Thanh Tâm có nghe được âm thanh cũng như không bạch sư. Con có sư Thanh Tâm không? Con ở trước máy nữa. Dạ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể chúc phúc cho đạo tràng trước khi Nguyên Như hồi hướng không bạch sư. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông ạ. Và tu sa mang lang ra khang tu sa ba đề và ta sa ba bu tha nu pha ve na sa da so thi pha vang tu te pha va tu sa ba mang lang ra khang tu sa ba đề và ta sa ba tham ma nu pha ve na sa da so thi pha vang tu te pha va tu sa ba mang lang ra khang tu sa ba đề và ta sa ba sang kha nu pha ve na sa da so thi và bằng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con trong buổi học ngày hôm nay ạ. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ, đề qua tạ sanh ti huy hà ra qua si ni thủ bê kha rê bô thi kha rê tạ hình tạ hình tạ thầm ma đà nê na pha hoàn tu bù chi ta so thân ca ron tê tha huy hà ra măng đà lê thế cha cha mắn cha na hoa ca cha phình kha vô xà ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca
Gamma cha de sa ni gamma cha e sa ra sam ba na phu ta su ki ta fa wan tu te. Cha la bu cha ye bi cha an da sam fa wa san se da cha ta a tha wo pa pa ti ka. Ni ya ni kang tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang. Tha tu chi rang sa ta tham mo tham man tha ra cha bung ga la sang ko ho tu sa mang go. Wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu sa tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du y đằng quá tám mê buồn nhằng à sa quá khá già quá hằng hồ tu quá nà gá tề cà lề. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính thay mặt đạo tràng kính si, kính một lần nữa tri ân sư Pháp Tính, tri ân sư Nguyên Thông. Và chúng con xin tri ân sư chủ Râm đã cho chúng con điều kiện để học hỏi Phật Pháp mỗi ngày. Và Nguyên Như xin thân mời chư vị trở lại Râm Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai. Sẽ là chúng ta sẽ bắt đầu học lại môn vi diệu Pháp của thầy Kinh Milanda. Chúng ta đã nghỉ được 2 tuần rồi. Dạ, con xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.